Xin chào tất cả mọi người, mình là Thanh Thắng. Thì hôm nay mình đã làm cái video giới thiệu về các bài tập trong võ cổ truyền đối kháng, dành cho những ai mà yêu thích bộ môn võ cổ truyền thì có thể mình tập luyện ở nhà để cho có sức khỏe hơn, mà không cần phải đi đến lớp hay là không có điều kiện thời gian gì đó. Thì mình, nếu mình thích, dành cho những ai thích thì mình tập, có thể tập ở nhà. Hôm nay mình cũng giới thiệu các kỹ thuật căn bản thôi. Trước khi mình hướng dẫn cho các bạn các kỹ thuật đó, thì mình sẽ giới thiệu bài cơ động trước. Thì mình khi mà mình ở nhà mình rất là mệt mỏi, hay là trong cái trạng thái là rất là lười thì mình không muốn tập, thì các bạn sẽ khởi động làm nóng cơ thể, thì lúc đó mình mới cảm thấy hứng thú để mà mình tập luyện được nha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu cho bài cho các bạn cái bài khởi động trước. Thì mình căng cơ trước, xong rồi mình khởi động khớp. Thì mỗi lần mình căng cơ như vậy á là mình làm 10 nhịp, có nghĩa là mình đếm từ 1 đến 10, xong rồi mình đổi động tác. Và khởi động khớp cũng vậy mọi người, mình cứ đếm từ 1 đến 10, mình đếm động thôi, sau đó mình đổi động tác. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người khởi động. Rồi mình ôm cổ nè, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 đổi, mình căng cái vân tay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 đổi gập, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 đổi tay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 gập, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tiếp tục mình căng cơ chân, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 đổi chân, 1 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 đổi chân, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 đứng lên tấn, thì hai tay xuống tùy đó, căng cơ đúng, giữ nguyên ở dưới, tấp xuống dưới, giữ nguyên xuống dưới đó. Rồi đổi bên, rồi ngồi nãy em rồi, đi cái này xuống, đổi bên,
Rồi, đứng lên, hai chân. Nhón người lên. Rồi, rộng hai chân ra. Một, hai, ba, bốn. Cúi đầu xuống, hạ tay xuống kỳ đó. Rồi, rồi xuống dưới luôn. Xuống dưới luôn. Nhúng đi, đợi tay này sâu, nhúng đi. Đợi tay này sâu, nhúng đi kỳ. Được rồi. Rồi sau đó mình xoay khớp. Cổ tay cổ chân ha. Xoay khớp cổ, đổi chân, đổi tay. Rồi xoay vai. Tiếp đến mình xoay hông. Hai. Xoay gấp háng, nhớ lên. Tiếp tục, chân phải. Xoay khớp gối, chậm hai gối lại. Xoay. Sau đó mình bật nhảy thêm mấy cái nữa cho nó nóng người ha. Bật nhảy ôm gối đó, ôm gối đó, bật nhảy ôm gối đi, làm năm cái ôm gối đi đó, ôm gối cho nó nóng người ha. Rồi lùi trái phải lần lại này rồi đủ